Đánh giá tính ứng dụng của một nghiên cứu là một quá trình phức tạp và cần phải thực hiện một cách cẩn thận. Có phải đây cũng chính là điều mà bạn băn khoăn không? Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận trong video này nhé. Trước khi vào bài học, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để cho các đồng nghiệp khác cũng nắm được khái niệm này nhé. Đầu tiên, những nghiên cứu có tính ứng dụng cao thường được thiết kế để giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tiễn chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, việc xác định các vấn đề này và đưa ra các giải pháp thực tiễn là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá tính ứng dụng của một nghiên cứu. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác trong việc đánh giá tính ứng dụng của một nghiên cứu là khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Điều này đòi hỏi những nghiên cứu có tính ứng dụng cao phải được thiết kế sao cho các phương pháp chữa trị hoặc công nghệ mới được đề xuất có thể áp dụng và triển khai trong môi trường thực tế. Đồng thời cần đánh giá khả năng chuyển giao nghiên cứu từ một môi trường nghiên cứu sang một môi trường chăm sóc sức khỏe nhằm đảm bảo tính ứng dụng của nghiên cứu trong thực tế. Tính ứng dụng của một nghiên cứu còn phụ thuộc vào tiềm năng phát triển của phương pháp chữa trị hoặc công nghệ mới được đề xuất. Trong lĩnh vực y học các phương pháp chữa trị và công nghệ liên quan đến sức khỏe con người thường được đánh giá rất kỹ càng và phải tuân thủ các quy định về đạo đức nghiên cứu và đảm bảo tính an toàn cho bệnh nhân. Vì vậy, việc đánh giá tiềm năng phát triển của các phương pháp chữa trị hoặc công nghệ mới là rất quan trọng nhằm đảm bảo tính ứng dụng của nghiên cứu trong tương lai. Sau đây là một số ví dụ để giúp bạn dễ hiểu hơn. 1. Nghiên cứu tần suất bệnh lý tim mạch và chế độ ăn uống Nghiên cứu sẽ đánh giá tần suất các bệnh lý tim mạch ở các nhóm người có chế độ ăn uống khác nhau, từ đó giúp xác định mối liên quan giữa chế độ ăn uống và bệnh lý tim mạch. 2. Nghiên cứu về tác động của việc hút thuốc đối với tình trạng sức khỏe, nghiên cứu sẽ đánh giá tần suất các vấn đề sức khỏe liên quan đến việc hút thuốc ở các nhóm người khác nhau, từ đó giúp xác định tác động của việc hút thuốc đối với sức khỏe. 3. Nghiên cứu về tác động của việc sử dụng điện thoại di động đối với sức khỏe. Nghiên cứu sẽ đánh giá tần suất các vấn đề sức khỏe liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động ở các nhóm người khác nhau, từ đó giúp xác định tác động của việc sử dụng điện thoại di động đối với sức khỏe. 4. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thực phẩm chức năng lên sức khỏe của bệnh nhân tiểu đường, nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc đánh giá tác động của việc sử dụng thực phẩm chức năng như vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa lên sức khỏe của bệnh nhân tiểu đường. Những thực phẩm chức năng này được cho là có thể giúp cải thiện sức khỏe của bệnh nhân tiểu đường bằng cách giảm đường huyết và tăng cường chức năng miễn dịch. Nghiên cứu này có thể cung cấp thông tin quan trọng về cách sử dụng thực phẩm chức năng để quản lý bệnh tiểu đường và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. 5. Nghiên cứu tác động của việc sử dụng thuốc giảm đau mạnh lên sức khỏe của bệnh nhân ung thư. Điều trị đau là một phần không thể thiếu trong việc quản lý bệnh ung thư. Tuy nhiên, sử dụng thuốc giảm đau mạnh có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc đánh giá tác động của việc sử dụng các loại thuốc giảm đau mạnh như morphine, oxycodone và fentanyl lên sức khỏe của bệnh nhân ung thư. Nghiên cứu này có thể giúp cung cấp thông tin quan trọng về việc sử dụng các loại thuốc giảm đau mạnh trong điều trị ung thư và giảm thiểu tác dụng phụ không mong muốn. Tóm lại, bạn có thể hiểu nôm na rằng một nghiên cứu có tính ứng dụng cao là nghiên cứu có thể giải quyết ngay được vấn đề thực tiễn. Tất nhiên cần thận trọng để đánh giá tiêu chí này, nhưng với những chỉ dẫn ở trên, bạn đã có thể dễ dàng hiểu được được về tính ứng dụng của một nghiên cứu. Tôi sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để các đồng nghiệp khác có thể biết về điều này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại trong phần bình luận bên dưới. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với vũ duy kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi